Trời ủng ủng luôn ha. Hello, xin chào đại gia đình. Một con Tiger ZKHA, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, điện 100V, hàng da băng nguyên con, đẹp cực kỳ, bao cơm ngon luôn. Soi cực kỳ chưa nè. Ron chỉ bọng là ok ha. Son thì không có chạy xước ha. Rất là đẹp nha. Giá hôn nghị 450.000 đây. Nó đang soi xèo xèo với khách thấy không? Nhà con này ha, nó không có xì nè ha, đó. Bên đây luôn. Rồi, đó, chuẩn bao cơm ngon, bao zin đây. Da băng đàng hoàng ha. Điện 100V, 1210W nha. Mấy con đời cổ cổ là mấy da băng ha. 2008 tới giờ là nhiêu ta? Hai mấy năm á. 26 năm. Đó, bao zin bao chín cơm nha. Ngoại hình đẹp, dây nè, có khách thấy dây không? 20 mấy năm mà dây nó nè, nó mềm bụm luôn nè, thấy không nè. Dây rút luôn, ok, quá đẹp, quá chuẩn. Cơm thì bao bao luôn, quá ngon luôn. Đó. Cái nút này nấu ha. Cái nút này tắt. Cái nút này hình như là nấu cơm cháy để hợm dịch ra cho quý khách xem ha. Em nhớ nhiều lắm, có nhiều lắm. Đó. Giờ em tắt nè, tắt lúc này nè. Ồ, bớt xì khói liền ha, hết sôi liền ha. Đó. Cái này là cơm trắng, nhà sản xuất yêu cầu nấu chỗ này. Quý khách ghim điện vô là thấy hình tam giác nó chỉ chỗ này là cơm trắng ha. À. À. Tắt. Nấu những này, cái này nhớ nấu cơm cháy hay là nấu áp suất hay là nấu cái gì quên rồi. Tự nhiên quên ngang rồi. Cái này là menu, là chỉnh chế độ nấu. Quý khách lên Google search á, gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo nảy mầm, gạo ga ba là gạo cứng á. Mà nấu cháo, nấu súp, đủ thứ kiểu chứ không phải là nấu cơm không. Các chức năng đều nấu ok hết. Quý khách bấm hai cái thì nó mới trở về mặc định chỗ này nha. Còn quý khách bấm một cái thì nó vẫn còn nhớ chỗ này. Hay không? Nè đó. Thì mình tắt nè. Đó, bấm một cái là nó vẫn còn nhớ chỗ này. Để mà mình ghim điện nó nhớ. Mình nấu chỗ này tiếp tục. Còn bấm thêm một cái nữa là nó mới trở về mặc định của nhà sản xuất ở chỗ này. Đó. Không cần bấm gì nhiều. Bấm nút này là nấu. Nút này là chỉnh chế độ. Ủa nút này nấu. Xin lỗi nút này nấu. Nút này tắt. Lúc này chỉnh chế độ nấu rồi. Còn này là chỉnh phút nè. Hẹn giờ, mở giờ gì nè, đó, đủ cái kiểu con là điểu hết. À. Rồi chuẩn men nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà có đam mê dòng nồi cơm Nhật hoặc ăn thấy ok thì ông mua ủng hộ em, dùng xài biếu tặng, liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.